Dạ, câu hỏi thứ ba. Thưa bác, cách tạo công đức thì con đã hiểu, còn cách tạo phước đức dương để sau khi chết mình được lên các cõi trời hưởng phước thì con chưa hiểu. Xin bác cho con biết với ạ. Còn cách tạo phước đức âm tạo như thế nào để sau khi chết làm người giàu sang ở kiếp sau? Bây giờ phước đức dương là sao? Là người ta muốn bỏ số tiền này sẽ giúp người kia hết khổ, tôi lên thiên đàng, tôi lên cõi trời tôi sống, lên nước cực lạc tôi sống, đó là phước đức dương. Còn cũng con cũng bỏ cái số tiền này ra, con giúp người ta hết khổ, tôi muốn đời sau trả lại tôi có giàu có tiền nhiều, vàng nhiều. Cái phước đức này giống như là con bỏ ngân hàng, thấy không? Bây giờ bỏ một năm lợi nhiêu mà con bỏ tới, bỏ mà tới mấy chục năm sau con mới xài thì cái tiền lời nó nhiều lắm, nó cao lắm. Có nghĩa là phước đức mà muốn làm người giàu sang, có nhà cửa ruộng vườn nhiều gọi là phước đức âm. Còn muốn phước đức lên trời ở luôn thì gọi là phước đức dương. Đó, đức nó có hai loại. Bởi vì trong cái trái đất này nó có ba cái loại đức mà nó chia đôi. Công đức ít và công đức nhiều. Phước đức dương và phước đức âm. Ác đức, ác đức bình thường và ác đức siêu ác đức. Siêu ác đức là nói về cái siêu nhân quả đó. Nó một cái đức nào nó phải chia ra hai nhánh. Ác đức gồm ác đức thường và ác đức siêu. Phước đức trời và phước đức âm. Công đức ít và công đức nhiều. Đó, nó vậy đó. Nó chia là vậy đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ.